Trong những ngày hè nắng nóng, được sì sụp ăn một tô canh lương nấu lá giang, vừa mát vừa bổ cũng rất thú vị. Lương được coi là một trong bốn món tươi ngon của vùng sông nước Nam Bộ. Thịt lương có nhiều chất đạm, bột, đường, lecithin và các vitamin bổ dưỡng như B1, B2, B3, vitamin K, E, A, D, cũng như sắt, canxi rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, để có được món canh lương ngon, người đầu bếp phải rất khéo léo để chọn được lương ngon và lọc lấy phi lê lương. Chọn lương thì nói chung mình chọn con lương nào mà màu mà nó vàng mà nó vàng vàng đậm chứ không phải là nó hơi đen đen đen. Thì cái lương đó, khi mà mình phi lê ra mình thấy cái thịt lương nó có ánh nhiều màu thì cái thịt lương nó rất là ngon. Và mình phi lê nó thì mình nhất á, về con lương mình làm sạch rồi thì mình sẽ mổ bụng, mình mổ đường bụng ra và mình đi hai đường dao hai bên cái xương đó. Mình đi thẳng dọc xuống mà đi vô xéo góc 45 độ. Mình đi xéo vô. Sau đó mình để cái lưỡi dao và mình rọc thẳng một đường xuống thì cái xương lương lấy ra rất là dễ dàng. Lọc riêng phần xương và thịt của lương sẽ giúp đầu bếp có thể tận dụng xương lương để hầm. Còn thịt lương có thể cuộn lại trước khi chế biến, món ăn sẽ có độ dai chắc rất ngon miệng. Cái món lương nấu lá giang thì mình sẽ sử dụng lương về thì mình sẽ làm sạch bằng muối và giấm. Rồi mình phi lê mình bỏ hết ruột, mình lấy lại xương lương và thịt lương để riêng. Thì ở đây mình cái xương lương thì mình sẽ nấu nước dùng. Và cái thịt lương thì mình ướp chút xíu gia vị, cà no, tiêu, bột ngọt. Rồi sau đó mình sẽ cuộn cái thịt lương lại, mình bọc lại. Mình bọc lại sau đó để mình cho vào mình nấu. Thì trong đây mình sẽ sử dụng là có cái mình xào, mình phi thơm cái tỏi cho nó thơm lên, rồi sau đó mình cho cái dầu sa tế gồm có sa tế vào, mình xào thơm, sau đó mình cho cái xương lương vào, mình xào cho nó săn lại, rồi mình cho một ít nước dùng vào. Nước dùng mà mình nấu sôi lên thì mình vớt bỏ bọt xong rồi mình mới cho cái thịt lương mình đã cuộn vào mình nấu. Thì cái lá giang ở đây mình sử dụng cái lá giang, mình sẽ vò nó, cái lá giang mình vò nó thì nó mới ra cái độ chua, còn nếu mà mình để nguyên lá vô thì nó không có đủ độ chua. Mình cũng sử dụng vừa phải thôi thì nó, cái nước nó không bị chát. Sau đó thì mình sẽ nêm thêm một ít chanh, nếu như nó chưa đủ vị chua thì mình thêm một ít nước chanh vào. Thì mình nêm nếm là gồm có nước mắm nè, cà no, đường, rồi xong mình nêm nếm nó có vị chua ngọt và cay nhẹ của sa tế. Lá giang dùng trong món canh này cũng nên được định lượng cho phù hợp để tránh bị chua quá, khiến nhiều người khó ăn. Đặc biệt, một bí quyết được nhiều người truyền tay nhau là nên xào qua lá giang trước khi nấu. Lá giang về thì khi mà cái lá non của nó thì ít chua nhưng mà cũng ít chát. Còn mà cái lá của nó mà nó xanh xanh đậm, màu xanh đậm là nó già rồi thì cái vị chua nó nhiều hơn và vị chát nó cũng nhiều. Thì khi mà mình nấu cái lá non á thì mình có thể cho nhiều mà mình không có sợ bị chát. Cái lá già thì mình sẽ cho vừa phải thôi. Khi mà mình xào trực tiếp thì nói chung là nó lên cái mùi thơm của tỏi rồi mùi lá giang rồi cái độ chua nó ra. Khi mình xào như vậy á thì cái độ chát của cái lá giang nó sẽ bị mất đi, vị chát của nó sẽ bị mất đi và nó còn lại vị chua. Khi mình nấu lên là chỉ còn vị chua thôi. Món canh lương lá giang có hương vị rất đặc biệt, với vị chua thơm dịu dịu của lá giang hẳn sẽ gây ấn tượng với người thưởng thức. Các đầu bếp khuyến cáo nên dùng khi còn nóng, ăn kèm với bún tươi sẽ rất mát và bổ. Một số người thích ăn kèm với cà chua bi để kết hợp vị chua nhẹ của canh với vị ngọt rất riêng của cà chua. Cái lương này khi mà nấu xong thì mình sẽ ăn kèm với nó là một ít bún tươi. Với trong cái nước nấu là mình có cho một ít cà chua vào. Cà chua mình cho vào để cho nó cái nước nó có vị chua ngọt, ngọt mà ngọt tự nhiên, nó thanh, mình không có lợi dụng quá nhiều gia vị mà mình muốn nấu. Mình kết hợp sự chua tự nhiên của lá giang và vị ngọt của trong trái cà chua và cái xương lương nó ra. Một số người thích chế biến lương với lá giang thành món hấp. Con lương nghệ vàng lựng, khứa xeo xéo từng khoanh tròn, sau đó đem ướp mắm muối cho vừa miệng. Sau đó, đặt lương vừa ướp vào nồi hấp,
rắc thêm lá giang sắc sợi vào, hấp cho chín. Lương hấp ăn với nước mắm xả để tận hưởng vị ngọt của lương, vị chua dịu của lá giang và mùi thơm rất riêng của xả. Như bà nội trợ muốn nhanh gọn thì hay chế biến món bò xào lá giang cũng vô cùng hấp dẫn. Cái lá giang cũng đơn giản, cũng không có khó để mình chế biến, nên là nó mình có thể mình cho vô cái lúc nào cũng được. Nhưng mà cái lưu ý là khi mà nếu mình muốn làm cái lá giang vô đó mình muốn lấy vị chua thì mình phải vò nó. Mình vò chứ mình không có lấy dao mình cắt thì cái nước chua trong đó nó sẽ không có ra hết được. Mình phải vò, mình vò nát hết mình cho vào thì cái độ chua nó mới ra hết được trong cái lá giang. Một lưu ý khác khi nấu lá giang là không nên sử dụng nồi nhôm mà nên dùng các loại nồi inox tráng men không rỉ. Bởi nếu dùng nồi nhôm, phải nấu nhanh và ăn ngay do chất chua có thể ăn mòn nhôm và làm nồng độ nhôm trong canh chua tăng cao, có thể gây ngộ độc. Thank you.